Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Theo thông cáo của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2023. Một thông tin đáng chú ý khác, vào sáng ngày hôm nay, ngày 7 tháng 12, đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã có buổi kiểm tra công tác công an và kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác năm 2023 tại Công an tỉnh Đắk Lắk. Đồng chí Nguyễn Đình Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk đã tới dự. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, Công an tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo sâu sát toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực hoàn thành tiến độ, chất lượng các chương trình, mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã chủ động tích cực tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo kịp thời, toàn diện, sát đúng tình hình, huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm công tác công an năm 2024. Chúng ta tiếp tục rà soát lại để tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân những vấn đề chiến lược đối với an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, xây dựng hậu cần của lực lượng công an trong thời kỳ mới. Cái thứ hai nữa ấy là cái nhận diện tội phạm. Xin thưa các đồng chí, bây giờ là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, điểm và tụ điểm ở trên không gian mạng. Cho nên chúng ta đánh giá và nhận diện cái tội phạm trong cái tình hình mới giữa công nghệ hiện đại và cái truyền thống thủ công cho nó rất là rõ ràng và cho nó rất là cụ thể. Sáng cùng ngày, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cùng đoàn công tác đã đến thăm làm việc với cán bộ chiến sĩ Công an xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột để nắm bắt những khó khăn vướng mắc tại cơ sở trong triển khai thực hiện các mặt công tác công an. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu trong thời gian tới, lực lượng Công an xã Hòa Phú cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác nắm, giải quyết tình hình ngay tại cơ sở, nhất là triển khai có hiệu quả quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thì mình phải hoàn thành chứ không phải. Trước đó, vào chiều ngày 6 tháng 12, đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Đắk Nông. Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tới dự. Năm 2023, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lực lượng Công an Đắk Nông đã chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, triển khai hiệu quả các mặt công tác, bảo đảm an ninh trật tự trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ, không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, vượt biên, khủng bố, phá hoại và tích cực tham gia giải quyết hiệu quả các vụ tranh chấp, khiếu kiện ngay tại cơ sở, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được triển khai quyết liệt và đạt hiệu quả cao, không để phát sinh tội phạm có tổ chức, băng nhóm tội phạm hình sự. Các mặt công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục có nhiều đổi mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích đạt được của Công an tỉnh Đắk Nông trong năm 2023. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an và Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác bảo đảm an ninh trật tự, cũng như thực hiện tốt công tác tham mưu, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, xử lý các vụ việc từ sớm, từ xa, không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Trước mắt tập trung thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an, tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án 06 của Chính phủ. Trước đó, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm kiểm tra các mặt công tác tại Công an xã biên giới Thuận An, huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông.
nhận thức rõ lợi thế sức mạnh của mạng xã hội, Đảng, Nhà nước ta luôn xác định Internet và mạng xã hội là một trong những công cụ, phương tiện đặc biệt quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Đây là nhận định chung của các đại biểu tại Hội thảo khoa học cấp hội đồng sử dụng mạng xã hội trong công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng công an cấp cơ sở giai đoạn hiện nay do Hội đồng Lý luận Bộ Công an tổ chức vào chiều ngày hôm nay tại Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1. Thời gian qua, lực lượng công an các cấp đã tích cực sử dụng mạng xã hội để vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự, qua đó góp phần giải quyết các yêu cầu cụ thể trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, cũng như xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, thể hiện rõ tinh thần chuyển đổi trạng thái của lực lượng công an cấp cơ sở theo định hướng yêu cầu của lãnh đạo Bộ Công an hiện nay. Tham luận của các đại biểu tại hội thảo đã tập trung đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự qua mạng xã hội thông qua việc vận động nhân dân nhận diện được các phương thức thủ đoạn của các đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật để chủ động phòng tránh, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đấu tranh với các hành vi phạm tội, xâm phạm trật tự an toàn xã hội. Các ý kiến tham luận cũng đề xuất công an xã, phường, thị trấn cần tiếp tục duy trì và có biện pháp đầu tư, xây dựng hình ảnh, nâng cấp, hoàn thiện giao diện, tính năng các trang mạng xã hội hiện có, tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong quá trình sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, vận động, nhân rộng các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên mạng xã hội điển hình hoạt động hiệu quả. Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, thời gian qua, Công an xã Đắc Tơ Lung ở huyện Con Rẫy, tỉnh Kon Tum xác định đây là công tác cơ bản, chiến lược xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, làm nền tảng cho các biện pháp của công tác công an. Vì thế không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này, bám sát những nội dung nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đồng thời triển khai có trọng tâm, trọng điểm, toàn diện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong đảm bảo an ninh trật tự với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú đến đồng bào dân tộc trên địa bàn. Từng công tác tại Văn phòng Điều tra Công an tỉnh Kon Tum, theo chủ trương tăng cường công an chính quy về xã, năm 2019, Đại úy Nguyễn Thành Việt xung phong về công tác tại xã Đắc Tơ Lung, một xã miền núi với hơn 95% là người dân tộc thiểu số. Là người dân tộc Hờ Rể, Đại úy Việt có thể sử dụng thông thạo tiếng của đồng bào dân tộc ở đây, nên anh thường xuyên trực tiếp đến nhà người dân để tuyên truyền phổ biến về an ninh trật tự và hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc của bà con. Công an xã cũng tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Truyền thống thì công an xã thông qua họp thôn phổ biến pháp luật, và tôi có thể nói và nghe được cái tiếng người địa phương ở đây là tiếng Sơ Đăng và tiếng Tơ Đơ Rá, nên là khi bà con lớn tuổi họ không thể sử dụng tiếng phổ thông thì tôi cũng có thể nghe và nói đáp từ lại những cái nội dung mà bà con ý kiến bằng tiếng địa phương ở đây. Nội dung tuyên truyền chủ yếu phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, cảnh báo phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Và tùy từng đối tượng tiếp nhận mà Đại úy Việt đã cùng bàn bạc với công an xã và các tổ chức đoàn thể ở địa phương để xây dựng nội dung và cách thức tuyên truyền phù hợp. Đặc biệt với các em học sinh thì tuyên truyền trực quan, thường dễ nhớ và tạo hấp dẫn đối với các em. Thực hiện ở các cái buổi sinh hoạt dưới cờ hoặc là các cái buổi hoạt động ngoại khóa tuyên truyền cho các em về các cái biện pháp về an ninh, về phòng chống đuối nước và về an toàn giao thông, kiến thức, kỹ năng để cho các em có thể bảo vệ được bản thân trước những cái nguy cơ, những cái rủi ro mà các em có thể gặp phải. Nắm bắt được xu thế ngày càng nhiều người dân trong xã sử dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, nên ngay khi được tăng cường về địa bàn, Đại úy Việt đã đề xuất tuyên truyền bằng hình thức trực tuyến thông qua các trang mạng xã hội. Thường xuyên cập nhật các cái tình hình nổi bật, đặc biệt là các cái thủ đoạn lừa đảo, rồi các hành vi vi phạm pháp luật mà phổ biến phù hợp với địa bàn hiện tại của mình. Bà con không có hiểu các cái vấn đề gì liên quan đến pháp luật hoặc là cần giải quyết thủ tục hành chính gì, có thể hỏi trên Facebook hoặc là Zalo, thì công an xã có cán bộ trực tiếp lúc thường xuyên 24/24 là trả lời và giải đáp thắc mắc. Chỉ đạo lực lượng là xây dựng kế hoạch tuyên truyền hàng năm bằng các hình thức, thứ nhất là trực tuyến, rồi trực quan, rồi trực tiếp đối với bà con trên địa bàn xã. Qua đó thì bà con trên địa bàn xã cũng nắm được các quy định pháp luật
rồi về là đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã. Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an xã đã tổ chức gần 20 buổi tuyên truyền cho gần 1.500 người, phối hợp tổ chức tuyên truyền 2 buổi về phòng chống tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích cho hàng trăm học sinh và luật giao thông đường bộ cho hơn 500 thanh thiếu niên. Vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ. Cùng với đó, Công an xã trực tiếp tham gia phối hợp với các ban ngành trong xã để việc tuyên truyền có hiệu quả, góp phần duy trì, củng cố sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hiểu biết và ý thức tôn trọng pháp luật cho bà con dân tộc ở đây. Nhờ vậy, trong năm, trên địa bàn chưa xảy ra phạm pháp về trật tự xã hội, các mâu thuẫn trong nhân dân được giải quyết triệt để, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng vững mạnh, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong đảm bảo an ninh trật tự. Chuyển sang tin tức an ninh trật tự, với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân với số tiền trên 26 tỷ đồng, Phạm Thị Nhường sinh năm 1982, trú tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Nam tạm giam để điều tra làm rõ. Thủ đoạn của Nhường là dùng các chiêu trò thể hiện bản thân có quan hệ với các tập đoàn bất động sản lớn để nhiều người dân chuyển cho Nhường 26 tỷ đồng, đầu tư vào bất động sản do Nhường vẽ ra. Tinh vi hơn, đối tượng còn sử dụng nhiều số điện thoại và giả danh là nhân viên các công ty bất động sản từ Bắc vào Nam để trao đổi thông tin về các dự án, yêu cầu nộp sớm tiền đầu tư nhằm bị hại tin tưởng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đề nghị những ai là bị hại của vụ án đến trình báo hoặc liên hệ trực tiếp với đồng chí Kiều Văn Khánh, điều tra viên thụ lý theo số điện thoại 0985 030 686 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Tiến hành dừng và kiểm tra xe mô tô do Huỳnh Ngọc Tú sinh năm 1973, trú tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế điều khiển, Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã phát hiện đối tượng đang có hành vi vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp. Vụ việc xảy ra vào lúc 19 giờ ngày 6 tháng 12 tại tuyến quốc lộ 9 thuộc địa phận xã Cam Thành, huyện Cam Lộ. Thấy lực lượng chức năng, Tú đã nhảy xuống xe định bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ. Tại cơ quan công an, bước đầu Tú khai nhận mua số ma túy nói trên từ một người Lào tại thị trấn Lao Bảo với số tiền 46 triệu đồng với mục đích đưa vào thành phố Huế tiêu thụ. Tú và đối tượng này có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và mới chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương gần một năm nay. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Vào chiều tối ngày hôm nay tại xóm Tây Thổ, xã Văn Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã xảy ra một vụ nổ lớn khiến cho một người tử vong. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đang tiến hành điều tra vụ nổ này. Khoảng 17 giờ ngày hôm nay, người dân địa phương nghe tiếng nổ lớn phát ra từ phía sau của một ngôi nhà. Tiếng nổ khiến tường nhà, mái tôn đổ sập, đồ đạc văng ra khu vực bên ngoài. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tiến hành dập lửa và phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ vụ việc và bước đầu xác định có một người tử vong. Được biết ngôi nhà xảy ra sự việc được chủ nhà đi làm ăn xa cho người khác thuê lại. Thưa quý vị, trước tính chất nghiêm trọng của vụ cháy xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn sửa chữa và đóng tàu Phan Thiết, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc công an tỉnh đã không quản nguy hiểm khó khăn, dũng cảm lao vào đám cháy để cứu tài sản của nhân dân. Phóng viên vùng bệnh đã có mặt tại hiện trường sẽ chuyển tới quý vị những hình ảnh về vụ việc ngay sau đây. Thưa quý vị, sau hơn 4 giờ nỗ lực với sự tham gia của hàng trăm cán bộ chiến sĩ và quần chúng nhân dân thì vụ cháy xảy ra tại khu vực sửa chữa và đóng tàu đã được dập tắt và khống chế. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục là phun nước để mà ngăn ngừa đám cháy bùng phát trở lại. Thông tin tại hiện trường từ Công an tỉnh Bình Thuận đã có 11 tàu cá đang trong quá trình sửa chữa bị hư hại do đám cháy gây ra. Nguyên nhân ban đầu được xác định trong quá trình hàn đóng bô tàu, nhóm công nhân đã sơ ý làm tia lửa hàn rơi vãi xuống sàn tàu và bén vào dầu nhớt gây ra vụ cháy. Lực lượng chữa cháy tại chỗ thiếu trang thiết bị, thêm vào đó chất cháy lan nhanh đã khiến ngọn lửa bùng phát và lan sang các con tàu lân cận. Đây là một cái vụ cháy rất là phức tạp, diễn biến nhanh. Thời điểm xảy ra vụ cháy là cái thời điểm bến tàu đang sửa chữa cố định. Thứ hai nữa là mùa gió sóc, gió bắc rất mạnh, cho nên là khi ngọn lửa bùng phát thì trên các loại tàu này có rất là nhiều dầu
và các loại chất dễ cháy khác, cho nên nó bùng phát rất là nhanh. Bên cạnh đó thì cái địa hình đi vào để xe chữa cháy và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp vào bên trong cũng hết sức là khó khăn. Chúng tôi phải đập tường để đưa phương tiện chữa cháy vào bên trong. Cộng với cái thời điểm ngày hôm nay thì toàn thành phố Phan Thiết lại cúp điện, cho nên là không huy động được hệ thống bơm thủy lực từ dưới sông. Tất cả phụ thuộc vào các vòi chứa nước, vòi chữa cháy của lực lượng phòng cháy chữa cháy. Nhận được tin báo cháy của quần chúng và xác định đám cháy có thể phát triển lớn thì đơn vị đã huy động tổng lực tất cả các lực lượng của đơn vị bên sông 7. Đồng thời thì báo cáo với lãnh đạo tỉnh, báo cáo với đề xuất với ủy ban tỉnh huy động tổng lực cả quân đội, biên phòng và các lực lượng công an quân sự của địa phương để tham gia vụ cháy này. Mặc dù đối mặt với nguy hiểm do ngọn lửa bùng phát mạnh, trên các tàu chứa một lượng lớn dầu máy và bình ga, kết cấu thân tàu có thể bị đổ sập bất cứ lúc nào, song lực lượng tham gia chữa cháy đã nỗ lực hết mình để cứu tài sản cho nhân dân. Với nhiệm vụ của một người lính cứu hỏa thì chúng tôi đã không kể nguy hiểm với các chất cháy trên tàu, xăng dầu, ga. Chúng tôi đã cố gắng tìm mọi cách nhanh nhất, những biện pháp chữa cháy hiệu quả nhất để khống chế đám cháy lan ra những con tàu, những cái ghe còn lại. Thì với nỗ lực của anh em của chúng tôi thì các đồng đội của chúng tôi thì sau 4 tiếng thì chúng tôi cũng đã cố gắng dập tắt được đám cháy và khống chế cho đám cháy không cháy lan sang những các ghe còn lại để giảm thiệt hại về mức thấp nhất cho nhân dân. Hiện nay, lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy cũng như thống kê thiệt hại, từ đó có phương án hỗ trợ cho những chủ tàu bị ảnh hưởng. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, lực lượng chức năng tỉnh Long An vừa phát hiện bắt giữ một đối tượng sử dụng ô tô vận chuyển 290 kg pháo. Mở rộng điều tra, lực lượng phá án tiếp tục thu thêm 285 kg pháo, tổng cộng tại hai địa điểm phát hiện thu giữ 575 kg pháo các loại. Dạng sáng ngày 5 tháng 12 tại đường thuộc ấp mới xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, tổ công tác đã phát hiện bắt giữ Nguyễn Tuấn Khiêm, trú tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đang điều khiển xe ô tô có hành vi vận chuyển hàng cấm là pháo. Tiến hành kiểm tra phương tiện do Khiêm điều khiển, tổ công tác đã thu giữ 290 kg pháo nổ. Mở rộng điều tra, đối tượng khai nhận địa điểm giao nhận pháo cách địa điểm bị bắt khoảng 500m, đang tàng trữ 285 kg pháo nổ. Khiêm khai nhận toàn bộ số pháo trên vận chuyển thuê cho một người phụ nữ không rõ nhân thân lai lịch về huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để lấy tiền công. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, liên tiếp các vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép với số lượng lớn mà lực lượng chức năng triệt phá cho thấy, càng gần thời điểm Tết Nguyên đán, các hành vi trên diễn biến càng phức tạp với thủ đoạn tinh vi hơn. Tại tỉnh Hà Nam thì nhiều vụ vi phạm về pháo đã được các đơn vị chức năng đấu tranh ngăn chặn và phát hiện bắt giữ, xử lý nghiêm minh chính là bài học để người dân nâng cao ý thức trong việc chấp hành quy định của pháp luật về pháo nổ. Ngày 31 tháng 5 vừa qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh đã đấu tranh triệt phá thành công chuyên án buôn bán hàng cấm, bắt giữ 3 đối tượng và thu giữ gần 3 tấn pháo nổ trái phép các loại. Đây là chuyên án buôn bán hàng cấm liên tỉnh với số lượng lớn nhất từ trước đến nay tại địa bàn tỉnh Hà Nam bị triệt phá. Từ đầu tháng 3 năm 2023, tôi và chồng tôi Trần Ngọc Đệ có lên trên mạng mua pháo hoa nổ để về bán cho các đối tượng trên mạng xã hội để thu lợi. Đây chỉ là một trong số hàng chục vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ sử dụng pháo nổ trái phép do Công an tỉnh Hà Nam phát hiện, đấu tranh bắt giữ, xử lý. Theo số liệu của cơ quan chức năng, tính từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã bắt giữ, xử lý 56 vụ với 66 đối tượng sản xuất mua bán tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép. Qua điều tra xác minh, phương thức mua bán pháo nổ trái phép của các đối tượng thông qua hình thức online, sau đó liên hệ vận chuyển qua các đơn vị vận tải hàng hóa đường dài theo đường bưu chính chuyển phát nhanh. Đối với lại cái công tác phòng chống thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục để tham mưu cũng như phối hợp với các đơn vị để tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân để nắm được các cái quy định của pháp luật liên quan đến cái việc mà không sử dụng, mua bán, tàng trữ và đốt pháo trái phép.
Thế và cũng đề nghị là người dân phải thực hiện cái việc mà quản lý giáo dục con em để không tham gia mua bán tàng trữ đốt pháo và cũng không vào các cái trang mạng xã hội để mua bán thông qua các cái trang mạng xã hội để mua bán các linh kiện vật tư để tự chế pháo thì sẽ có cái ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe. Và chúng tôi cũng sẽ tập trung cho cái công tác nắm tình hình và tuyên truyền để người dân hiểu được và hạn chế đến mức thấp nhất mà không để xảy ra cái tình trạng đốt pháo nổ trên địa bàn trong cái thời gian tới. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn, ngoài việc chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, các lực lượng công an Hà Nam đã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm Nghị định 137 của Chính phủ. Mọi hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ, pháo hoa nổ sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật. Đề nghị mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, không sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển và đốt các loại pháo nổ. Khi phát hiện các trường hợp cố ý vi phạm, người dân hãy liên hệ, báo cho cơ quan chức năng để được xử lý kịp thời theo quy định.